Rồi bê xuống đi. Hơi về rồi. Đây chuẩn bị để cho các bạn xem xưởng của chúng em nhá. Đang bắt đầu tăng cường công việc do đơn đặt hàng của các hộ dân và cửa hàng. Đầu năm nhiều gia đình xây nhà mới và những hộ kinh doanh. Đây là chúng em phải tăng cường, tăng ca liên tục cả ngày lễ luôn. Đây là những cái kệ sách, kệ để đồ cho trường mầm non nha các bạn. Các bạn xem nè, anh chị em làm việc thường xuyên là phải là tăng cường, không để chậm trễ đơn hàng được. Đơn hàng của chúng em làm là do những hộ kinh doanh ở Long Thành và thành phố Biên Hòa nha các anh chị. Là phục vụ cho bà con làm những sản phẩm tự sáng tạo luôn. Sản phẩm là tự làm luôn nha các anh chị. Là rất là lâu năm. Các bạn xem mà, gỗ mà sơn như vậy là các anh chị thấy là không? Gỗ nha. Bằng gỗ nhưng mà làm giống như ăn lưu BA vậy đó. Nè, các anh chị xem nè, gỗ nè. Đó, và làm việc luôn luôn phải làm việc tích cực, không để giờ giấc và chậm trễ, phải bàn giao đúng giờ đúng giấc. Makita đây, sản phẩm mà xưởng chúng em là phải làm liên tục, các máy móc phải nhập về là hư cái nào là sử dụng cái đó liền. Kinh câu đó. Xưởng chúng em là năm nay là do nhiều hộ dân xây nhà quá nhiều, thay đổi cho kết cấu xây dựng, cho nên phải tăng cường liên tục làm việc hết công suất cả ngày lễ luôn nha các anh chị. Quay xưởng cho các anh chị xem trên cái TikTok nhà em để biết địa chỉ địa phương chúng em tại tổ 11 khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Để cho các anh chị tìm hiểu đến thì cứ đến ngã tư quốc tế, phường Tam Phước, gần trường quân 2 nha. Để đến đây tham khảo và tìm hiểu xưởng chúng em làm những cái bộ bàn ghế cho tất cả nhiều doanh nghiệp, các công ty, rồi nhà xưởng, phòng họp. Đó. Các loại tủ kệ, kệ tivi, tủ sách, bàn trang điểm, giường ngủ, gỗ thì chúng em là dùng nhiều loại gỗ, gỗ thông, gỗ cao su, qua đế. Đó, làm xong cửa là các anh chị là làm sao này, sơn lên là nó cứng như là bóng nhỉ. Đó. Rồi, bê máy xuống đi. Nhanh lên. Trời ơi, làm việc chậm trễ quá. Trời ơi, mấy ông làm ăn lâu quá mấy ông ơi. Xin nhanh nhanh đi. Đây là các bạn thấy chưa? Các anh chị nhìn thấy mặt sơn này chưa? Rất đẹp không? Nó bằng gỗ nha. Nhìn góc cạnh nè. Từng đẹp từng chi tiết ha. Rồi, em xin phép chia sẻ tạm dừng nha, để cho anh chị tìm hiểu đến cái xưởng Nhật Nam Phát chúng em nha. Làm việc
đội ngũ luôn luôn tích cực, hăng say làm việc. Rồi, chào các anh chị nha.